Em Điền thân mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một bất động sản tại huyện Xuyên Mộc mình và có diện tích là 1.023 m². Giá bán bất động sản này chỉ có là 950 triệu đồng thôi. Khu dân cư, đất quy hoạch, đất ở và đã có đăng ký là lên 300 thổ cư. Mặt tiền giáp với đường hiện hữu là được 23 m. Và sâu là 46. Mặt tiền của mình là đường ô tô đi thoải mái luôn, đường thông luôn, khu dân cư. Rồi em Điền sẽ giới thiệu cho tới cô chú anh chị mình cái bất động sản này nha. Rồi cô chú anh chị mình hãy theo chân em Điền để xem chi tiết bất động sản này. Hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và trước mặt của cô chú chị mình đây là mặt tiền đường đất rộng khoảng là 6 mét từ bên này nè. Bên cột này qua bên rào bên này của đất dân đây, rộng là 6 mét. Và đường đất và ra ngoài kia là có một cái ngã ba ha. Ra cái ngã ba đó rất là gần. Thì hiện tại cái mặt tiền đường này là đường mặt tiền đường hiện hữu có trên sổ của mình. Hiện tại đất mình là đã có sổ riêng rồi. Khu vực này là khu vực khu dân cư Phủ Hồng đàng hoàng. Rồi ra đây là một cái ngã ba này, ngã ba kia nó rộng hơn cái đường này luôn. Ngã ba ngoài kia là đường kia là đi được xe tải luôn á cô chú chị. Mình đi rẽ vào là tay phải nè, là mình đi ra ngoài giao với cái đường liên xã giữa Hòa Hiệp và xã Bình Châu đó. Đường đó là vạch kẻ vàng cô chú chị, cái đường đó là sẽ giao với lại đường tỉnh lộ 329 đó. Và mình rẽ vào bên này là mình đi cũng đi vô khu dân cư, nhưng mà đa số là trong này là vào phía rẫy của người ta. Cái khu vực em Điền đang đứng đây cũng tương đối là gần với Bình Thuận mình luôn. Cái xã Hòa Hiệp mình là nằm ở phía đông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với lại Bình Thuận mình. Đi ra xíu khoảng xíu là đi ra tới Bình Thuận luôn rồi đó, Thắng Hải đó. Và từ vị trí bất động sản mình đi ra cái biển Bình Châu cũng như là Nova World và suối nước nóng Bình Châu cũng rất là gần, khoảng 15-20 phút thôi. Và sau lưng của cô chú chị mình đây là mặt tiền đường, là cũng là đường đi thông thương luôn. Trong này cũng có vài cái căn nhà ở trong này. Nói chung là khu vực này khu dân cư và đã có sử dụng nước máy rồi, điện đài tới nơi rồi. Cô chú không phải sợ, không phải lo lắng về cái vấn đề mà không có điện. Trước đây có cái đường dây điện này đây, nó mấy trụ điện đó ha, nằm sau đất mình nè. Để chứng minh cho cô chú chị mình thấy là khu vực này đã có điện đài và nước máy tới nơi rồi. Khu dân cư ở đây thì tương đối là thưa thớt thôi chứ cũng không đông lắm. Thì với giá 950 triệu này mà có hơn 1.000 m² thì bắt buộc phải thưa dân cư thôi, chứ còn mà đông dân cư thì làm gì có giá này ha. Rồi cái lô đất mà em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây là có diện tích là 23 mét mặt tiền đường này nha, 23 mét từ ranh móc cái cột này nè, cái từ cột này qua tới cột bên kia hồi nãy em quay ha là 23 mét và một bên là sâu là 46, một bên là sâu 41 và đất mình ở hậu ra là 25 mét. Đấy, bên này là có chiều dài là 46 này, này từ đây sâu vô tới kia có cái cột đó, cô chú anh chị có thể thấy này. Đấy cái cột, đấy cái cột đấy, sâu vô đó là 46 nha. Và nở hậu của mình là nở hậu 25 và phía cạnh bên này là sâu 41 và gia chủ của mình đã đăng ký lên 300 thổ cư. 300 thổ cư thì trong quá trình chuyển mục đích đó thì sau này cô chú chị mua về có thể sử dụng, có thể lên thêm thổ cư bao nhiêu thì tùy thích, tùy mục đích sử dụng của cô chú chị. Thì cái bất động sản này em Điền cũng thấy là 950 mà có 1.023 m², khu dân cư mà có đăng ký được thổ cư nữa, 950 triệu thôi. Ra biển Bình Châu cũng khá là gần, khoảng 15-20 phút đi đường thôi. Đấy, ra chợ đò, ủy ban, trường học này kia thì khoảng đâu đó là bán kính
3 km. Giá chỉ có 950 thì cũng rất thích hợp cho cô chú anh chị mình có thể về làm cái vườn nho nhỏ mình nghỉ dưỡng cuối tuần ha, và đi biển Bình Châu cũng có thể là mình đầu tư lâu dài ha. Em Điền sẽ xin được dừng video tại đây. Cô chú anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này á, thì cô chú anh chị hãy liên hệ em. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem bất động sản này. Rồi, cô chú chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi em Điền nha. Rồi, em xin cảm ơn và chào tạm biệt.